cả các bạn. Tôi tên là Quỳnh Nga, tôi hiện là tiến sĩ giảng viên, đồng thời cũng là một chủ doanh nghiệp hiện nay đang ở tại Hà Nội, và tôi có một hệ thống kinh doanh phát triển trên rất nhiều quốc gia. Thực sự là may mắn khi mà tôi đến với cái chương trình bứt phá lãnh đạo thành công, và tôi thực sự đã có vô cùng nhiều kết quả mà hơn cả mong đợi. Tôi đã tìm ra được cái cách thức để mà khai phá cái nguồn tiền, dòng tiền của mình bằng cái việc là khai phá cái con người, cái hệ thống những người mà cùng kinh doanh cùng với tôi. Chúng tôi thực sự làm kinh doanh bằng cái sự khác biệt so với ngoài kia. Chúng tôi không còn phải cạnh tranh chiến đấu, không còn phải tranh giành, không còn phải mưu mô, mà chúng tôi biết được cái sức mạnh bên trong của từng người. Và chúng tôi nhờ cái quy cơ chương trình này để khai phá sức mạnh đó, và mỗi người chủ doanh nghiệp tự động họ có thể làm cái công việc kinh doanh mà không có bất cứ một ông chủ nào, không có bất cứ một ai phải kiểm soát họ. Thì đấy chính là một trong những cái thành công vô cùng vượt bậc mà tôi làm cái chủ doanh nghiệp của mình mà trở nên dễ dàng hơn so với rất nhiều những chủ doanh nghiệp ngoài kia. Cái điểm thứ hai mà tôi có được nhờ cái chương trình này, đấy chính là bản thân tôi không phải là một ông chủ doanh nghiệp có rất nhiều tiền, không phải là một ông chủ doanh nghiệp rất là độc đáo, chuyên quyền, mà tôi thực sự là một người lãnh đạo, là một người chủ doanh nghiệp có cái trái tim mà tôi mang ra nó để đối xử, để mà có mối quan hệ với khách hàng, để có mối quan hệ với đối tác trở nên ấm áp hơn. Chúng tôi thực sự nhìn lợi ích chung của nhau, nâng cái lợi ích chung lên, và tất cả chúng tôi đều có được cái thắng lợi trong kinh doanh của mình, chứ không phải là như kinh doanh ở bên ngoài là người này giành được thắng lợi thì người kia chắc chắn phải chết. Thì đấy chính là điều mà tôi vô cùng hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều những chủ doanh nghiệp ở ngoài kia. Thế là tôi có được một cái doanh nghiệp bền vững, có một doanh nghiệp bình an, có một cái doanh nghiệp thực sự hạnh phúc để mà chúng tôi làm kinh doanh, để mà chúng tôi cùng nhau có được cái hạnh phúc của mình, chứ không phải chỉ có rất nhiều tiền mà mất đi hạnh phúc, đúng không ạ? Và điều đặc biệt cuối cùng chính là tôi kinh doanh và tôi lại có được một cái gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Vợ chồng chúng tôi, con cái chúng tôi hiểu nhau bằng chính cái trái tim cũng như là cái sự hạnh phúc của mình. Chứ chúng tôi không còn là người bố, người mẹ chuyên quyền độc đoán, gia trưởng hay là áp đặt con cái. Và chúng tôi trở nên có cái cuộc sống gần gũi với nhau hơn, ấm áp với nhau hơn. Vậy thì các bạn có nghĩ rằng là một chủ doanh nghiệp có rất nhiều tiền, có rất nhiều nhân viên, nhưng chúng ta cùng một đồng một lòng và chúng ta có một gia đình hạnh phúc, thì đấy chính là cái điểm hướng để quan trọng nhất của chúng tôi, và muốn lan truyền đến tất cả các chủ doanh nghiệp này kia để chúng ta có được một cuộc sống khác biệt và thay đổi ngày càng tốt đẹp và thực sự tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn.